Vừa qua tại trụ sở Bộ Ngoại giao và Kinh tế Đối ngoại Hungary, Budapest, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng và Phó Quốc vụ Khanh Bộ Ngoại giao và Kinh tế Đối ngoại Hungary, Bihari Katalin, đã đồng chủ trì tham vấn chính trị Việt Nam. Tại buổi tham vấn chính trị và trao đổi với Quốc vụ Khanh Bộ Ngoại giao Hungary, Starey Peter, hai bên đánh giá quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Hungary sau hơn 7 thập kỷ đã phát triển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực bày tỏ vui mừng về việc hai bên tiến hành tham vấn chính trị đúng vào dịp kỷ niệm 5 năm Việt Nam và Hungary thiết lập khuôn khổ đối tác toàn diện. Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đánh giá cao việc Hungary coi Việt Nam là đối tác ưu tiên trong chính sách tăng cường và mở rộng quan hệ với các nước ở khu vực Đông Nam Á, khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác nhiều mặt với Hungary, đối tác truyền thống và cũng là đối tác toàn diện duy nhất hiện nay của Việt Nam tại khu vực Trung Đông Âu. Nhân dịp này, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hoàng đã cảm ơn chính phủ và nhân dân Hungary đã kịp thời hỗ trợ Việt Nam vaccine và trang thiết bị y tế, góp phần vào thành công của Việt Nam trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Phía Hungary đánh giá cao các thành tiệu kinh tế, xã hội mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua, cũng như vai trò, vị thế quốc tế và khu vực của Việt Nam. Khẳng định Việt Nam luôn là đối tác ưu tiên trong chính sách hướng đông của Hungary. Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hoạt động trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao duy trì hiệu quả các cơ chế tham vấn giữa hai bộ ngoại giao nhằm tăng cường sự tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau làm nền tảng để thúc đẩy và mở rộng hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực